Diễn viên cảnh sát hình sự Hồng Đức nắm chặt tay vợ rồi ra đi. Bố tôi là người say mê nghề diễn. Ngay cả khi bước sang tuổi ngoài 70, bố vẫn mừng rỡ khi nhận được những lời mời đóng phim, con gái nghệ sĩ Hồng Đức chia sẻ. Lễ tang nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức được tổ chức trang trọng tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng mùng 3 tháng 5. Các con của nghệ sĩ bay từ Canada về Việt Nam lo liệu lễ tang cho bố. Lối vào tang lễ là các vòng hoa trắng và hình ảnh nghệ sĩ lúc sinh thời. Gia đình cũng chuẩn bị 2 TV để phát lại các trích đoạn phim điện ảnh, truyền hình có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đức. Trong đó ấn tượng nhất là vai anh hùng đánh xe tăng Cù Chính Lan trong bộ phim Người Chiến Sĩ Trẻ. Bố tôi tham gia hầu hết lĩnh vực của nghệ thuật từ kịch nói, điện ảnh, truyền hình. Ở mảng nào, ông đều hết lòng, say mê và theo đuổi đến cùng. Cuộc đời của bố đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến chị em chúng tôi, làm việc gì cũng phải hết mình và khi đã chọn lựa, nỗ lực để đạt được, cô Thủy Dương, con gái thứ hai của nghệ sĩ Hồng Đức nói với Dinh. Ngày cuối đời của nghệ sĩ Hồng Đức, theo cô Thủy Dương, từ năm 2016 đến nay, nghệ sĩ Hồng Đức trải qua nhiều lần bị đột quỵ. Những năm cuối đời, sức khỏe của ông yếu hơn, phải ngồi xe lăn. Khi bệnh tình trở nặng, ông được điều trị tại nhà riêng, có bác sĩ tới chăm sóc. Ngày 22 tháng 4, bà Nhung, vợ nghệ sĩ, đang ngồi đút yến xào cho chồng. Sau đó, nghệ sĩ Hồng Đức từ từ nhắm mắt xuôi tay. Giây phút cuối, tôi cấp cứu lồng ngực cho bố. Khi bố mất, tôi là người vuốt mắt và nói, bố ra đi thanh thản, còn điều bố. Tôi cũng gọi cho chị em ở Canada để vĩnh biệt bố phút cuối. Ông ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay vợ con và cháu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mọi thứ như một thước phim quay chậm về sự chia ly, tiễn biệt, cô Thủy Dương chia sẻ. Con gái của Hồng Đức cho biết chứng kiến tình yêu của bố mẹ và cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài hơn 52 năm giữa hai người khiến cô ngưỡng mộ, tự hào. Từ lúc nghệ sĩ Hồng Đức còn khỏe mạnh đến khi bệnh tật đều một tay vợ chăm lo. Bà Nhung tận tụy chăm sóc chồng, xúc từng thìa cơm, đút cho chồng mỗi ngày. Đến lúc mất, vợ chồng nghệ sĩ vẫn nắm tay nhau. May mắn lớn nhất của bố và cả chị em chúng tôi là có một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Cả cuộc đời mẹ đều một lòng chăm sóc chồng, thương yêu các con, không đòi hỏi gì cho mình. Khi bố mất, mẹ đau đớn lắm nhưng nén nước mắt để lo lễ tang cho chồng. Nhìn tình yêu của bố mẹ, chị em chúng tôi và các cháu được truyền cảm hứng về tình yêu trong cuộc sống này, cô nói. Trong ký ức của cô Thủy Dương, nghệ sĩ Hồng Đức là người say mê với nghiệp diễn. Mỗi khi nhận được kịch bản mới, ông đều thức thâu đêm suốt sáng để đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật. Cô nhớ một lần nghệ sĩ Hồng Đức tập động tác rót trà ra tách rồi đưa lên miệng nhưng cũng phải thực hiện tại nhà 5 đến 7 lần cho thuần thục. Ông hình dung trước mặt mình là ông kính và vợ con là khán giả. Khi con gái hỏi lý do, nghệ sĩ cho biết muốn tập luyện trọn vẹn để khi ra phim trường, chỉ cần quay một lần là hoàn thiện, không ảnh hưởng đến đạo diễn và mất thời gian của đồng nghiệp. Sau khi về hưu, nghệ sĩ Hồng Đức vẫn nhận lời đóng phim. Ở tuổi ngoài 70, mỗi lần nhận được những lời mời tham gia dự án mới, khuôn mặt ông vẫn rạng rỡ dù chân rất yếu. Vợ, con gái đưa đón ông đến tận phim trường và chuẩn bị từng đạo cụ, phụ trang cho nghệ sĩ Hồng Đức. Khi dạy các con, bố tôi rất nghiêm khắc. Ông không ép các con phải theo nghề diễn nhưng khi đã chọn công việc nào, phải làm tới cùng và không tính toán. Tôi nhớ những năm khó khăn, bố mẹ phải bươn trải, làm nhiều nghề để đủ tiền nuôi ba con ăn học. Nhưng ông vẫn bền bỉ theo công việc diễn xuất, dù cát xê không cao. Đó là điều mà chị em chúng tôi trân trọng và tự hào về bố mình, con gái của nghệ sĩ bày tỏ. Nghệ sĩ Hồng Đức sống ấm áp, tình cảm và lãng mạn. Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Lan Hương bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để dự lễ tang của đàn anh. Trước linh cữu của nghệ sĩ Hồng Đức, nghệ sĩ Lan Hương xúc động. Khi nghệ sĩ Hồng Đức chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống, tôi không liên lạc với chú nhiều. Khi nghe tin chú mất, tôi buồn và tiếc thương. Hai vợ chồng bảo nhau sắp xếp công việc để tiễn chú đoạn đường cuối. Trước di ảnh chú, tôi cảm giác rất thân thương. Mọi thứ như vừa mới đây, khi chúng tôi còn diễn chung trên sân khấu, nghệ sĩ nói. Theo diễn viên sống chung với mẹ chồng, trước đây, nghệ sĩ Hồng Đức và bà gắn bó tại nhà hát kịch Việt Nam trong thời gian dài. Thời điểm đó, nghệ sĩ Lan Hương là sinh viên vừa ra trường. Trong khi ấy, nghệ sĩ Hồng Đức đã là tên tuổi lớn trên sân khấu kịch và mảng phim điện ảnh, truyền hình. Nghệ sĩ Hồng Đức là đàn anh lớn trong nghề của tôi. Chúng tôi đóng chung trong nhiều vở như Tiếng Hát Cuộc Đời, Người Về Từ Thiên Đường. Chú là nghệ sĩ nhất trong các nghệ sĩ mà tôi yêu quý, từ tính cách, tâm hồn đến thái độ với nghề diễn. Chú sống tình cảm, ấm áp, lãng mạn, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nói bà ấn tượng nhất về sự thủy chung và mối tình lãng mạn của vợ chồng nghệ sĩ Hồng Đức. Nữ nghệ sĩ nhớ lại trong khoảng thời gian gắn bó, bà và nghệ sĩ Hồng Đức thường có những chuyến lưu diễn xa nhà kéo dài cả tháng.
Bao giờ cũng vậy, vợ nghệ sĩ Hồng Đức luôn đưa chồng đến tận cổng nhà hát kịch Việt Nam. Cả hai biện diện chia tay, khi xe chuẩn bị chạy, vợ nghệ sĩ khóc, nghẹn ngào. Lúc ấy, nghệ sĩ lấy khăn lau nước mắt cho vợ. Trên sân khấu, nghệ sĩ Hồng Đức luôn diễn hết mình và thăng hoa. Sau này, chú tham gia vào nhiều dự án truyền hình, điện ảnh lớn và có những vai diễn ấn tượng. Ở lĩnh vực nào, chú cũng luôn hết mình và truyền tất cả năng lượng. Sát cánh cùng chú trong một thời gian dài, tôi càng yêu thương và kính trọng nhiều hơn, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nói.